Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong buổi sáng hôm qua tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, nơi vừa được chuyển một phần công năng chuyên tiếp nhận những ca mắc COVID-19. Thì thật sự là giai đoạn đầu em rất là áp lực luôn. Hai bữa đầu tiên mà chuyển công năng á, tụi em nhận một cái lượng bệnh rất là lớn luôn. Hai ngày mà nhận 200 bệnh vô hồi sức. Đó cho nên là các bạn nó làm việc gần như là hết công sức. Từ khoa cấp cứu này, F0 sẽ được phân tầng trước khi chuyển đến khu vực điều trị phù hợp. Hiện sau khi chuyển đổi một phần công năng, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được phân thành hai khu riêng biệt. Một để điều trị bệnh nhân chạy thận, khu còn lại với quy mô 450 giường dành riêng cho bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó ít nhất 50 giường điều trị những ca nặng, nguy kịch. Bệnh viện đã huy động tất cả các ekip, bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và các đối tượng khác tham gia điều trị COVID. Tuy nhiên, cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái nguồn nhân lực thì chúng tôi đào tạo tại chỗ thì cũng có những trường hợp là bác sĩ ngoại khoa phải tham gia điều trị nội khoa. Cái thứ hai đó là các thiết bị hiện tại cung ứng từ nước ngoài về cũng chậm. Chỉ sau 5 ngày chuyển công năng một phần sang bệnh viện chuyên điều trị COVID, số ca nhập viện điều trị đã chiếm hơn phân nửa số giường theo quy định, cụ thể là 282 ca, trong đó có 23 ca nặng. Hiện bệnh viện đang chạy đua với thời gian đào tạo qua mạng cho đội ngũ bác sĩ để khi cần mở rộng để có thể đáp ứng được ngay.